Chương trình này được bổ trợ Tân Xanh Yến nhân dịp kỷ niệm 40 năm Tân Xanh Yến với nhiều chương trình sale hấp dẫn, yến xào thượng hạng và đông trùng hạ thảo thiên nhiên Tây Tạng. 714-839-6712 hoặc vào trang nhà tânxanhyến.com. Tân Xanh Yến, sản phẩm hảo hạng, an tâm bổ dưỡng. Anh là người ta tình, non sông rất ngàn, anh hai hồ hồng màu, anh vô trùng ngã trùng ngát xanh, hoa môi sông sông êm êm là tình duyên trong lòng anh yêu em. Có lúc buồn nơi hoài trong chương trình ngày hôm nay thì Phạm Khánh tiếp tục tường thuật quý vị những cái buổi picnic ngoài trời của các hội đoàn, đặc biệt là các hội đồng hương. Và trong ngày hôm nay thì chúng tôi đang có mặt tại công viên Sickler Park thuộc thành phố Westminster, cạnh bên tòa thánh Tây Ninh, thành phố Westminster. Thưa quý vị, hội đồng hương và liên trường Tây Ninh tổ chức một cái cuộc họp mặt picnic ngoài trời như quý vị thấy ở đây. Đó, hàng chục bàn được xếp ra dưới những cái bóng cây rất là mát trong công viên Sickler Park này để mà mọi người cùng gặp nhau, hàn huyên tâm sự và thưởng thức những cái món đặc sản Tây Ninh. Bây giờ đây là anh Phạm Ngọc Lân đại diện cho Hội Đồng Hương và Liên Trường Tây Ninh. Anh nói về cái cuộc họp mặt ngày hôm nay, thưa anh Lân. Dạ, thì theo thông lệ mỗi năm thì Tây Ninh Đồng Hương Hội và Liên Trường Tây Ninh đều tổ chức picnic để mà cho bà con với lại các đồng môn, các thầy cô giáo vui trong cái mùa hè. Trên nguyên tắc thì mùa xuân mình cũng có xuân hạ ha nhị kỳ. Yeah, nhưng mà mùa xuân mới vừa rồi là bị Covid, thành ra là không có tổ chức. Thành ra hôm nay là tổ chức picnic cho bà con mình lại để mà chung vui, để mà relax. Anh nói về vùng đất Tây Ninh và nói về cái thời gian anh ở Tây Ninh đi. Tây Ninh thì tôi sinh ra ở Tây Ninh, phải không? Thì học trường trung học công lập Tây Ninh, gọi là công lập. Công lập Tây Ninh thì tới sau khi có tôi từ hai thì thời mai ơn trơn cho tôi đậu vô kỹ sư công chánh Phú Thọ. Thành ra là sau khi mà xong cái trung học Tây Ninh thì tôi vô Phú Thọ học 4 năm Phú Thọ. Rồi sau đó tôi trở về Tây Ninh để làm kỹ sư. Thành ra là mấy bà con chung quanh nó nói thằng Lân nó mới cấp sách đến trường, bây giờ nó thành ông kỹ sư rồi. Nhưng mà cái lúc đó là 1970, thành ra tôi được cái học bổng, thành ra tôi đi qua bên Nhật tôi tiếp học tiếp. Thành ra là chỉ cộng nó quánh là chạy qua bên này luôn. Bởi vì qua bên đó là tôi thành lập cái hội sinh viên du học để mà chống lại Cộng sản. Thành ra là khi mà Cộng sản nó chiếm miền Nam rồi thì là coi như là mình đi tị nạn. Có người Tây Ninh như thế nào anh? Có người Tây Ninh thì hiền hòa, chất phác, tất cả ai cũng biết rồi trơn rồi, cái xứ khô cằn khỏi đá mà. Nhất là có mấy anh bạn tù cây cày ở đây nè, thì mấy người đó họ chứng nhận là họ nói người Tây Ninh, nghĩa là coi như là dễ thương mà hiếu khách, mà nghĩa là giúp đỡ họ rất là nhiều khi mà những cái người tị nạn của mình ở cây cày đây nè, nguyên hai bàn ở cây cày. Thành ra là năm nào là những cái người tù cây cày đó là cũng đi hai bàn hết, mà họ nói rằng họ là cũng là người đồng hương Tây Ninh. Chiều lên,
Ninh á, thì ngoài những cái món ăn đặc sản, cái tấm lòng của bà con rất là đầm ấm ra, còn một cái phải nói là tinh thần, yếu tố tinh thần nữa tại vùng đất Tây Ninh đó là Tòa Thánh Tây Ninh. Đó. Tôi là Chánh Trị Sự Hà Vũ Băng, là quyền đầu tộc đạo Orange County, châu đạo California, phụ trách châu đạo, văn phòng châu đạo của California, và đồng thời ở đây cũng là cái thánh thất và điện thờ Phật mẫu của Orange. Khi nói về Tòa Thánh Tây Ninh á, thực sự thì cái ngày đầu tiên cái vùng đất Tây Ninh á là rừng hoang vu, tất cả đều là rừng hết. Nhưng mà khi cái ngày rằm tháng 10 năm 1926, khi mà Đức Thượng Đế mà người Cao Đài của chúng tôi gọi là Đức Chí Tôn khai sáng cái nền đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, cái lễ ra mắt đầu tiên là ở tại chùa Gò Kén, thì cũng ở cái thuộc về Tây Ninh. Lúc đó thì chưa có xây dựng tòa thánh. Thì một thời gian khoảng chừng một năm sau, thì lúc đó đó ơn trên, Đức Chí Tôn mới về báo là nên đến nơi cái vùng khai thác, cái vùng mà hiện tại tòa thánh bây giờ, hồi đó toàn là rừng, để mà khai phá ra, đồng thời xây cất lên một cái ngôi tổ đình của Tòa Thánh Tây Ninh, tức là tổ đình của người tín đồ Cao Đài. Thì trải qua trong cái quá trình suốt thời gian dài, là cái người chính là Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc, là cái người đứng ra để mà kết hợp với lại Đức Cao Thượng Phẩm là Cao Quỳnh Cư, và Đức Cao Thượng Sanh là Cao Hoài Sang, ba vị là ba người phò loan để mà mở cái nền đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, tức là đạo Cao Đài. Rồi trong quá trình xây dựng cũng vậy, đặc biệt cái tòa thánh á, chúng tôi cũng muốn mà ngắn gọn thôi, nếu nói thì nó rất là chi tiết. Khi tòa thánh á, tất cả mọi người không phải là kiến trúc sư, mà cũng không có bản vẽ. Ồ, không phải là kỹ sư, tất cả đều là bình thường. Mà xây dựng á, ơn trên cơ về cho biết làm như thế nào nào, từng phần. Đó, đến cái giai đoạn mà khởi đầu cho đến hình thành. Nhưng mà đặc biệt một cái điều nữa là ở bên trong của tòa thánh Tây Ninh á, toàn là tre với tầm vong không à, chứ không phải là bê tông cốt thép như là cái hiện tại bây giờ. Bây giờ đây là đầu bếp của cái chương trình picnic ngoài trời Hội Tây Ninh ngày hôm nay. Hôm nay cô đem đến bà con đồng hương mình những món ăn gì đó cô? Hôm nay thì cô mệt quá, không có nướng gì hết. Mà cô đặt là heo quay, rồi gà quay, vịt, gà với lại vịt. Chả giò thì cô làm, củ mì thì cô làm. Cái món mới ra mà cô chưa giới thiệu. Là món gì? Củ mì. Bún. Bây giờ nó mới ra tới là còn bún với canh chua, mà đồ đó là đặc sản Tây Ninh. Mà nó là đồ chay. Đặc sản Tây Ninh phải nói là cái củ mì. Cô dậy từ 3 giờ khuya đó. Củ mì làm sao cho nó ngon đó cô? Mua về để trong đá. Rồi cái lấy từ trong đá ra hấp. Hấp thiệt trình bung ra cái mình đem ra cái mình xới thôi. Sới xong rồi cái bắt đầu mình nạo dừa đó, em nhìn nó nguội rồi mình trộn vô, rồi làm muối đậu ăn thôi. Chính gốc Tây Ninh là vậy. Chính gốc Tây Ninh. Hồi tại vì mất nước cô bán cái thứ đó không à. Cô rất là mừng khi mà bây giờ là tất cả mọi người đều lớn hết rồi. Thì bây giờ ai mà còn đi được ngày hôm nay thì cô rất là mừng. Tại vì những người còn đi được là họ còn khỏe, bạn bè rất là nhiều, nhưng mà hôm nay thì cô thấy rất là ít, tại vì có một số người đi nhưng mà rồi về chót là chân hay là tay hay là cái gì đó người ta đau. Cô mất đi tất cả mười mấy người từ tiểu bang khác, bởi vì giờ chót đau hết. Thành ra cô mất rất là bạn nhiều bạn bè. Mà tất cả những người ở đây, nếu mà họ đến đây được thì cô rất là mừng và chúc mọi người được nhiều sức khỏe. Hay quá, bây giờ cô vẫn còn tới coi cái nồi canh chua hấp dẫn nhất thưa quý vị. Đó, ra trễ nhưng mà thấy bà con ủng hộ cũng rất là đông. Wow, đứng đây mà thấy cái mùi canh chua hấp dẫn. Canh chua và ăn với bún thì... Và cái món này là cái món của đồ chay không, nhưng mà đều mà ráng ăn có nghĩa là ngon quá phải không? Dạ, quá ngon. Các anh nhớ rồi đó, mình đi học chung Thuế không? Dạ nhớ. Chú này nó nói no mà ráng ăn là tại vì lý do là ngon quá. Đây quý vị, nồi canh chua nè, mới bưng ra nóng hổi à. Canh chua với bún này là trong chùa, trong cái thất Cao Đài nấu. Thất Cao Đài nấu. Dạ đó, dạ. Wow, tuyệt lời quá. Chay.